kết quả Euro 2024 đã xác định được 11 đội bóng vào vòng 1/8. Cùng với Pháp, Hà Lan và Anh, các đội bóng khác là Áo, Đan Mạch và Slovenia cũng đã ghi tên mình vào vòng 1/8 Euro 2024 sau loạt trận sinh tử ở vòng bảng. Khép lại lượt trận cuối bảng C và D, Euro 2024 cũng đã chính thức xác định được 11 đội bóng giành quyền vào chơi ở vòng 1/8. Lượt trận mang tính sinh tử của bảng C đã khép lại đầy thất vọng khi không có bất cứ bàn thắng nào được ghi. Tại Reynolds Stadium, đội tuyển Anh được kỳ vọng sẽ thi đấu tưng bừng để có màn chạy đà tốt nhất trước khi bước vào vòng knockout. Tuy nhiên, Harry Kane và các đồng đội tiếp tục thi đấu bế tắc. Họ kiểm soát nhiều bóng hơn, dứt điểm nhiều hơn nhưng không thể một lần làm tung lưới Slovenia. Trong khi đó, trận đấu cùng giờ giữa Đan Mạch và Serbia tại Allianz Arena cũng đã khép lại với trận hòa không bàn thắng. Với kết quả này, thứ hạng của bảng C không thay đổi so với trước khi các đội bước vào lượt cuối vòng bảng. Đội tuyển Anh có 5 điểm sau 3 trận đấu, ghi được đúng 2 bàn thắng, giành vị trí nhất bảng C và sẽ tránh được nhánh đấu tử thần. Trong khi đó, Đan Mạch 3 điểm, chỉ giành được vị trí nhì bảng, sẽ phải đối mặt với chủ nhà Đức ở vòng đấu tiếp theo. Slovenia cũng có được 3 điểm như Đan Mạch nhưng kém hơn về hiệu số bàn thắng bại, nên chỉ có thể đi tiếp với tư cách là một trong 4 đội xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất. Còn tại bảng D, bất ngờ lớn đã xảy ra khi đội tuyển Áo có chiến thắng 3-2 kịch tính trước Hà Lan ở trận đấu cuối. Tuyển Áo hai lần vươn lên dẫn trước nhờ bàn phản lưới của Daniel Malen và pha lập công của Romano Smith, nhưng Hà Lan đã vùng lên để hai lần gỡ hòa bằng các bàn thắng của Cody Gakpo và Memphis Depay. Tuy nhiên, Marcel Sabitzer đã tỏa sáng đúng với để ghi bàn thắng quyết định giúp đội tuyển Áo thắng chung cuộc 3-2. Cũng ở loạt trận này, Pháp dù được đánh giá cao hơn nhưng cũng chỉ giành được kết quả hòa 1-1 trước Ba Lan, đội đã bị loại từ sớm. Kylian Mbappe mở tỷ số cho Pháp bằng bàn thắng từ chấm đá phạt 11m. Nhưng ngay sau đó cũng từ khoảng cách này, Robert Lewandowski không bỏ lỡ cơ hội ghi bàn giúp Ba Lan rời giải với 1 điểm. Kết quả này giúp đội tuyển Áo khiến tất cả phải ngỡ ngàng khi khép lại vòng bảng với 6 điểm dẫn đầu bảng D tại vòng 1/8. Đối thủ của Áo sẽ là đội nhì bảng F giành ngôi đầu bảng. Đội tuyển Áo cũng đã đẩy đội nhì bảng Pháp 5 điểm vào nhánh đấu tử thần, nơi có sự góp mặt của chủ nhà Đức, Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha. Tại vòng 1/8, thầy trò huấn luyện viên Didier Deschamps sẽ chạm trán đội nhì bảng E và nếu đi tiếp họ có thể sẽ phải chạm trán Bồ Đào Nha. Trong khi đó, Hà Lan vẫn chỉ có 4 điểm, từ vị trí nhất bảng rơi xuống thứ 3. Cơn lốc màu da cam vẫn đang phải chờ đợi xem đối thủ của mình tại vòng knockout là đội bóng nào, nhiều khả năng đó sẽ là đội tuyển Anh. Do bảng C và D đều có đội xếp thứ 3 đi tiếp, đội tuyển Croatia cũng đã chính thức phải nói lời chia tay vòng chung kết Euro 2024. Như vậy, tính đến thời điểm này, vòng 1/8 Euro 2024 đã xác định được 11 đội bóng góp mặt, gồm có Đức, Thụy Sĩ, bảng A, Tây Ban Nha, Italy, bảng B, Anh, Đan Mạch, Slovenia, bảng C, Áo, Pháp, Hà Lan, bảng D và Bồ Đào Nha, bảng F. 5 đội bóng còn lại góp mặt ở vòng đấu loại trực tiếp sẽ được xác định sau khi loạt trận cuối bảng E và F khép lại. Kết quả của hai bảng đấu này cũng có nghĩa quyết định rất lớn đến số phận của đội tuyển Hungary. Các đội tuyển đã bị loại khỏi vòng chung kết Euro năm nay gồm có Scotland, Croatia, Albania, Serbia và Ba Lan.